Ngay sau khi loạt trận tại khuôn khổ lượt đi vòng tứ kết Champions League khép lại, nhiều người đã khẳng định rằng đây chính là vòng tứ kết hấp dẫn nhất trong lịch sử giải đấu này. Tất cả đều đã được chứng kiến những màn rượt đuổi tỷ số kịch tính, đều đã phải trải qua những chuyến tàu lượn cảm xúc nghẹt thở và đều cùng nhau chứng kiến những kịch bản khó tưởng nhất đã xảy ra giữa các đối thủ đầy duyên nợ. Và có lẽ những cung bậc cảm xúc đó sẽ một lần nữa được tái diễn trong trận đấu tại lượt về sắp tới đây. Và trước khi bóng lăn thì không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra cả. Điều này đồng nghĩa rằng các trận đấu tại lượt về sẽ còn khó đoán và ẩn chứa nhiều bất ngờ hơn nữa. Do đó những cổ viên hoàn toàn có thể trông chờ vào những kịch bản thậm chí còn điên rồ và chấn động hơn nữa có thể xảy ra. Đầu tiên là cuộc đại chiến đỉnh cao của hai thế lực bóng đá được xem là đáng sợ nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, Real Madrid và Man City. Ở cuộc chạm trán vừa rồi, hai đội thực sự đã cống hiến cho các khán giả hơn 90 phút không thể rời mắt bởi những tình tiết đầy hấp dẫn. Bằng cách này hay cách khác, cả Real Madrid lẫn Man City đều đã phần nào chứng minh được bản lĩnh và đẳng cấp của mình. Đồng thời cũng lý giải vì sao đây lại là cuộc đối đầu đáng chú ý nhất trong cả thầy 4 trận đấu tại khuôn khổ tứ kết Champions League. Có rất nhiều thời điểm mà người hâm mộ của Real Madrid nghĩ rằng họ đã cầm chắc trong tay một chiến thắng trên sân nhà Santiago Bernabeu khi chứng kiến một Man City đã gặp phải không ít bế tắc trong việc tiếp cận khung gỗ của thủ thành Lunin trong suốt hơn 1 giờ đồng hồ thi đấu. Nhưng rồi lần lượt những khoảnh khắc phi thường của Phil Foden rồi đến Josko Vardion đã làm sống dậy niềm tin của các cổ viên The Citizen. Lúc này có thể nói là một kết quả thư sáng đã mở ra ngay trước mắt của thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola. Tuy nhiên đội bóng Hoàng gia Madrid vốn cũng chẳng phải là một đội bóng dễ bỏ cuộc như thế. Không để niềm vui của đối thủ tồn tại quá lâu, Federico Valverde đã lên tiếng để đưa trận đấu khép lại với kết quả hòa 3 đều. Qua đó cùng hẹn phân định thắng bại với Man City ở lượt về. Tất nhiên với những gì đã xảy ra trên đất Tây Ban Nha, tất cả chúng ta đều có quyền để kỳ vọng rằng ở cuộc tái đấu sắp tới đây tại Manchester, mọi thứ sẽ lại càng kịch tính hơn nữa. Thậm chí một kịch bản điên rồ, chẳng hạn như viễn cảnh Real Madrid thành công đòi lại món nợ tại Etihad là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Phải thừa nhận rằng sân nhà của The Citizen luôn là một thánh địa đi dễ khó về cho bất kỳ đội bóng nào, dù đó có là một đội bóng vốn mang danh là nhà vua của châu Âu như Real Madrid đi chăng nữa. Trong quá khứ gã khổng lồ thành Madrid chưa bao giờ giành được chiến thắng trong những chuyến hành quân đến Etihad, hay gần đây hơn là ở 3 lần gần nhất thi đấu tại Etihad, họ đều phải nhận lấy thất bại. Ngay cả ở chiến dịch 2021-2022, mùa giải mà họ đã kết thúc với chức vô địch lần thứ 14 trong lịch sử đội bóng, trong đó đáng chú ý nhất là tạo nên màn lội ngược dòng không tưởng trước chính Man City với xác suất chỉ là 1%. Nhưng điều đáng nói là trước đó đoàn quân huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã phải nhận thất bại ở Etihad với tỷ số 3-4. Ngoài ra khá chắc rằng nhiều người vẫn chưa thể quên được những gì đã diễn ra tại sân vận động này ở mùa trước, nơi Pep Guardiola và các học trò đã hủy diệt đối thủ với 4 bàn không gỡ và giật lấy tấm vé tiến thẳng vào trận chung kết. Có thể nói cái dớp mang tên Etihad và những thất bại ê chề tại đây là điều mà Real Madrid vẫn chưa thể nguôi ngoài. Nhưng biết đâu trong lần hành quân tới đây, Los Blancos sẽ mang đến một bất ngờ cho tất cả những người hâm mộ khi thành công đòi lại cả vốn lẫn lãi trước Man City. Thậm chí nó sẽ còn điên rồ hơn nếu đó là cơn mưa bàn thắng cho thầy trò huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Một cặp đấu khác cũng không kém phần hấp dẫn cần phải đề cập đến, chính là màn thư hùng giữa Arsenal và Bayern Munich. Ở lượt đi trên sân vận động Emirates, đó chính xác cũng là một bữa tiệc cảm xúc với đầy đủ hỉ nộ ái ố, sự vỡ òa hạnh phúc với những bàn thắng, sự tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội, sự kịch tính của một màn rượt đuổi và cả những yếu tố dẫn đến tranh cãi, tất cả đều gói gọn trong hơn 90 phút bóng lăn. Nó khiến người hâm mộ có cảm giác rằng họ không đơn thuần chỉ xem một trận bóng nữa mà thay vào đó là một thước phim của những đạo diễn hàng đầu thế giới. Song kết quả chung cuộc hai đều có vẻ vẫn chưa phải là điều mà cả Bayern Munich lẫn Arsenal mong muốn. Với pháo thủ đó là nỗi canh cánh khi không thể kết liễu được đối thủ ngay trên sân nhà. Còn với Bayern thì họ cũng phải thấp thỏm khi một đối thủ mà bấy lâu mình vùi dập lại tiến bộ đến thế. Ở màn tái đấu tại Allianz Arena tới đây, rõ ràng lợi thế sân nhà sẽ đứng về phía hùm xám. Đó là còn chưa kể, Bayern Munich gần như đã không còn bất cứ một cơ hội nào tại giải đấu quốc nội khi bị đối thủ cạnh tranh trực tiếp Bayer Leverkusen dẫn trước 16 điểm và đã ở rất gần với chức vô địch. Điều này đồng nghĩa rằng huấn luyện viên Thomas Tuchel hoàn toàn có thể dưỡng quân để dồn toàn lực vào trận đấu sắp tới. Trong khi đó, thể lực của các trụ cột bên phía Arsenal ít nhiều sẽ bị hao hụt trong cuộc đua hướng đến ngôi vương tại Premier League.
Điều này sẽ càng làm Mikel Arteta và các học trò khó khăn hơn trong chuyến làm khách đến sân của một đối thủ vốn là khắc tinh của họ. Nên nhớ trong lịch sử, Arsenal chỉ có đúng một lần giành được chiến thắng trên sân của Hùm Xám hồi mùa giải 2012-2013. Nhưng đó lại là một chiến thắng không trọn vẹn khi Bayern mới là đội giành quyền đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách. Nói đúng hơn, số lần giành quyền đi tiếp trong mỗi lần đụng độ Bayern Munich ở vòng knockout Champions League mà pháo thủ có được cũng chỉ là một con số không tròn chỉnh. Nhưng nói thế không có nghĩa là họ không có khả năng để cải thiện thành tích của mình. Dù gì đi nữa, nếu so với một Arsenal đang vào form, thì các học trò huấn luyện viên Thomas Tuchel vẫn đang thiếu đi sự ổn định cần thiết. Không loại trừ khả năng, trong một ngày mà các học trò trẻ tuổi của Mikel Arteta vượt qua bài kiểm tra về bản lĩnh, thì một kịch bản điên rồ đưa Arsenal có lần đầu tiên hạ gục Bayern Munich để tiến vào bán kết là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Và cuối cùng là những diễn biến có thể xảy ra ở cuộc đụng độ giữa Paris Saint-Germain và Barcelona. Chỉ cần nhìn vào kết quả sau cuộc đối đầu vừa rồi thì có thể thấy được một bầu không khí ảm đạm đang bao trùm khắp sân công viên các hoàng tử. Đúng thật, thất bại 2-3 ngay trên sân nhà chưa phải là một dấu chấm hết đối với tham vọng đi tiếp của huấn luyện viên Luis Enrique và các học trò. Song nó đã khiến cánh cổng đến bán kết của họ trở nên hẹp hơn bao giờ hết. Trong một ngày mà Kylian Mbappe bị phong tỏa một cách tuyệt đối, Paris Saint-Germain dù đã rất nỗ lực nhưng sự phung phí cơ hội cùng với đó là những sai lầm tai hại của thủ thành Donnarumma đã khiến họ phải trả giá. Trong cả 4 cặp đấu thì đáng buồn thay, Paris Saint-Germain chính là đội duy nhất đánh mất hoàn toàn lợi thế được thi đấu trên sân nhà của mình, khi nhận về kết quả thua và chuyến làm khách đến Tây Ban Nha của họ cũng được đánh giá là lành ít dữ nhiều. Đúng thật là Luis Companys Olympic Stadium không phải là sân nhà chính thức của gã khổng lồ xứ Catalan, nhưng chắc chắn họ vẫn sẽ chiếm ưu thế về số lượng cổ động viên trên các khán đài. Có lợi thế dẫn bàn, các trụ cột đang dần trở lại mà lại còn được thi đấu trên sân nhà, Barca gần như đang nắm trong tay tất cả lợi thế để có thể cầm lấy tấm vé vào bán kết. Nói cách khác, đoàn quân huấn luyện viên Xavi gần như đã bước một chân vào top 4 đội mạnh nhất. Nhiều người vẫn chưa thể quên được những gì diễn ra mùa giải 2016-2017, thời điểm mà cánh cửa đi tiếp của Paris Saint-Germain gần như đã mở toang khi kết thúc lượt đi tại Parc des Princes với kết quả 4-0. Ấy vậy mà khi bước vào trận đấu lượt về, Barca vẫn có thể tạo nên một màn ngược dòng ngoạn mục với tỷ số 6-1. Còn giờ thì, thành thật mà nói, gã nhà giàu nước Pháp đang phải rơi vào một tình cảnh khó khăn hơn rất nhiều. Tuy nhiên vẫn có một vài cơ sở hiếm hoi để họ vịn vào mà thắp lên niềm tin về việc lật ngược tình thế. Ở chuyến làm khách gần nhất đến Catalan, Paris Saint-Germain đã ra về với chiến thắng giòn giã 4-1 và họ đang kỳ vọng rằng điều này sẽ được tái hiện trong cuộc tái đấu sắp tới đây. Người hâm mộ của đội chủ sân công viên các hoàng tử chỉ có thể kỳ vọng rằng đâu đó sẽ có một tia sáng xuất hiện nơi cuối đường hầm để đội bóng này có thể tạo nên một màn ngược dòng không tưởng ngay trên sân của đối phương. Và đó là ba kịch bản điên rồ nhất có thể xảy ra ở các trận đấu lượt về vòng tứ kết Champions League mùa giải 2022-2023. Dù cho có thành hiện thực hay không, dù cho đội bóng nào có giành quyền vào vòng bán kết đi chăng nữa, thì chắc chắn rằng tất cả sẽ lại tạo nên những trận chiến long trời lở đất, mang đầy cảm xúc cho người xem, qua đó một lần nữa khẳng định rằng đây xứng đáng trở thành vòng tứ kết hấp dẫn nhất trong lịch sử giải đấu.